Vâng, xin kính chào tất cả quý vị khán giả của GameTV.vn. Và ngày hôm nay thì ngồi ngay cạnh Tuấn đây, đó là anh Linh Mèo, một trong những cựu bình luận viên của làng giải trí Việt Nam và cũng là một người bạn rất thân thiết với Game Thủ Bé Yêu. Và xin chào anh Linh. Ngày hôm nay thì anh có thể chia sẻ cho tôi cũng như tất cả quý vị khán giả được biết một chút về Game Thủ Bé Yêu, đúng không ạ? Vâng, xin chào anh Tuấn cũng như là các bạn khán giả đang theo dõi clip này. Về câu hỏi của anh Tuấn thì tôi xin chia sẻ thế sao thì đối với tôi cảm thấy rất là may mắn khi đã có cơ hội làm việc cùng với anh Bé Yêu trong thời gian đầu khi mà GameTV mới thành lập. Trong cuộc sống thì anh Bé Yêu là một người rất là vui tính, thân thiện, hòa đồng. Anh đối xử với anh em trong công ty rất là tốt, cũng như là các bạn game thủ đến giao lưu với đội tuyển GameTV tại thời điểm đó thì cũng rất là ok. Trong công việc thì tôi thấy anh Bé Yêu thật sự là một người rất là đam mê đối với bộ môn đế chế. Anh dành thời gian, tiền bạc cũng như là công sức của mình đã giúp cho GameTV nói riêng cũng như là nền đế chế Việt Nam nói chung phát triển được như thời điểm hiện tại. Vâng, và riêng về cá nhân anh thì anh có một kỷ niệm nào đáng nhớ với lại Bé Yêu? Về kỷ niệm cá nhân tôi đối với Bé Yêu thì tôi nhớ đó là thời điểm khi mà giải đấu AOE Hà Nội Open 1 chuẩn bị diễn ra vòng chung kết. Lúc đấy thì GameTV đang bị thiếu nhân sự thì chính anh Bé Yêu là người đã bỏ toàn bộ thời gian của mình ra để lo các kế hoạch triển khai. Và bên cạnh đó thì chúng tôi có làm một clip rất là hay, đó là clip xe ôm ham chế và thi thoảng tôi vẫn xem lại. Trong clip này thì anh Bé Yêu đóng vai một bác xe ôm nhưng lại ham chơi đế chế thì đã chở tôi free miễn phí đi xem đế chế luôn. Thế này là khách hàng thân thiết luôn đấy. Vâng. Và các bạn có thể theo dõi lại clip này một chút ạ. Đại ca ơi, xe ôm không? Anh ơi, dạ anh ơi, nhanh em có việc gấp cái. Mày nào ơi? Em có đi xe không? Mày dân xe tiện này đi đâu? Đi đá phỏ? Đâu, hôm nay em đổi món tí, anh có chở em đi không để em đi? Đâu? Em đi xem cái giải đế chế tí. Đế chế ở đâu? Ông cà phê anh không biết à? Ủa? Tao thấy truyền hình đưa tin là mầm nhưng mà tao không biết ở đâu đâu. 37 Trần Bình Trọng. Cái nào? Anh không biết à? Thái Bình này, Indogame, Liên Quân, GameTV. Có cả GameTV cả? Chứ sao? Ô, có phải có thằng Tuti không? Tuti nào? Tuấn Tuti phải cũng đánh ở GameTV phải không? Thế anh không biết thằng đấy nó chân chính thức của GameTV. Mẹ nó chưa, nó chạy xe ôm cùng mình. Thế hả? Ô, thế anh quen thằng Tuti à? Quen chứ sao không, nó chạy xe ôm suốt nên bây giờ mấy hôm nay không thấy nó mặt nó ở đây. À thế à? Ôi, chắc là nó... Thế là người của em rồi, em chơi thân với nó luôn. Mày lừa ra không đấy? Em lừa anh làm gì, anh không tin chở em lên rồi nó trả tiền xe ôm cho em luôn này. À thế bao nhiêu? Thế mày đi cổ vũ rồi nào? Em tất nhiên là cổ vũ cho GameTV rồi. Tao cũng đi cổ vũ coi vì lướt. Thế thì lướt thôi. Ngu, đây. Nhanh anh ơi, sắp đến giờ rồi nha. Rồi đi. Nhanh ơi, đến đây. Và thưa Linh là trong năm 2015 này thì GameTV có tổ chức một giải để tôn vinh về bạn Bé Yêu. Vậy theo anh thì anh kỳ vọng gì nhất về giải Bé Yêu 2015 này? Vâng, nói về giải đấu Bé Yêu năm 2015 thì tôi rất hy vọng về số lượng đội đăng ký sẽ tăng một cách đột biến và cũng như là chất lượng của giải đấu sẽ được nâng cao lên hơn hẳn so với những giải đấu của các năm trước. Và tôi cũng xin chúc cho giải đấu GameTV Bé Yêu 2015 được thành công một cách rực rỡ. Vâng, và xin cảm ơn anh Linh, chúc anh thành công và chúc anh sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Vâng, cảm ơn anh Tuấn, cảm ơn các bạn khán giả. Vâng, xin kính chào tất cả quý vị khán giả.